Hello cả nhà, đây là chiếc xe điện đầu tiên của hãng Porsche. Cường đang lái đây là chiếc Taycan Turbo S. Hôm nay là hãng Porsche launch cái chiếc xe này ở Việt Nam và đây Cường cũng là may mắn là một trong những người đầu tiên được lái nó. Thì cảm giác lái chiếc xe điện nó rất là khác với lại một chiếc xe với động cơ đúc trong chạy bằng xăng. Thì bây giờ mình sẽ cho mọi người xem như thế nào cái trải nghiệm như thế nào là từ 0 lên 100 trên một chiếc xe điện nha. Are you ready? Anh làm em đớn cái đò luôn. Đấy, anh em thấy khiếp không? Đó là cái dòng Taycan Turbo S vừa mới ra mắt vào buổi sáng nay nè, 10 tháng 10. Đó là clip của anh Cường quay lại nha anh em. Thì vừa mới ra mắt tại Việt Nam thôi, không biết anh Cường có tính lấy em nói về không. Thì một số thông tin chi tiết em nói thì đây, anh Cường đem về nhà luôn. Chạy thử, nói chung là test thử thôi. Test thử cái dòng này thì nếu mà được thì chắc nó là siêu phẩm luôn. Tại vì nó tăng tốc nhanh hơn siêu xe và 20k bây giờ luôn á. 2.8 giây, 750 mã lực, hai động cơ điện, một động cơ đợt trước và động cơ đợt sau. Thì đây là cái dòng Turbo S, Taycan Turbo S thuần điện nha, full điện luôn. Đấy, thì hiện tại giá bán tại Việt Nam thì nó rơi vào tầm 9 tỷ rưỡi cho bản tiêu chuẩn, chưa tính option nha. Đó, nếu mà option vô nữa thì có thể là lên rất nhiều tiền. Thì cái video review chi tiết mình sẽ up sau nha, khi mình quay được nó chi tiết hơn. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều. Và đây là clip ra mắt tại fanpage Porsche Việt Nam, anh em có thể lên đây tham khảo nha. Đó, thì mọi thông tin và chi tiết thì đều có trên đây hết. Anh em cứ lên đây, mình sẽ để link ở dưới cho anh em tham khảo. Thì cái dòng này quá hấp dẫn đi. Cái thiết kế mới của Porsche rất là mạnh và hấp dẫn. Anh em nhớ đón chờ vào những clip tiếp theo nha. Bye bye. Xin chào quý vị và các bạn. Tôi là Phương Mai, rất vui khi được gặp gỡ quý vị và các bạn trong chương trình ra mắt dòng xe thể thao thuần điện đầu tiên của Porsche tại Việt Nam, dòng xe Taycan. Và đứng bên cạnh tôi lúc này không ai khác chính là Tổng Giám đốc của Porsche Việt Nam, ông Andreas Klingler. Xin chào ông Andreas. Xin chào Phương Mai. Ladies and gentlemen, thank you for joining our exciting journey into the era of electromobility.